Hoa Xuân Ca là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu hoành tráng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Và đây cũng là chương trình tạo được dấu ấn trong lòng khán giả nhiều năm qua. Và tiếp nối sự thành công ấy thì Đại Nhạc Hội Hoa Xuân Ca 2024 sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đặc biệt trên sóng VTV Tết Giáp Thìn này. Sân khấu ấn tượng được đầu tư sáng tạo về cả ý tưởng lẫn hình thức thể hiện. Tết của các nghệ sĩ Việt sẽ thế nào? Tâm thì thường là Tết Tâm sẽ không nhận diễn. Thường thì Tâm sẽ về với gia đình, với ba mẹ, anh chị em quay quần chơi nguyên một cái Tết luôn. Rồi sau đó thì một là đi làm trước Tết, hai là sau đó bước qua rồi là đi làm sau Tết. Như tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam này, đó là luôn mong mỏi khi mà Tết đang được gắn bó với gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng đã có từng có thời gian mà đang phải làm việc xa nhà. Nhất là trong những ngày Tết thì ngày xưa thì thấy nó cô đơn, nỗi buồn, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình thấy nó vui. Mình đã có một cái tuổi trẻ mà mình lên đênh một xíu, xa nhà thêm một xíu để bây giờ khi mà mình nhìn lại mình mới trân trọng được cái khoảng thời gian mà mình được gắn bó với gia đình của mình. Thời gian nó sẽ không chờ đợi ai đâu, mình càng ngày phải càng gắn bó với gia đình mình thêm. Hoa Xuân Ca 2024 không chỉ đem đến một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, các nghệ sĩ Việt cũng sẽ đưa quý vị khán giả đón Tết ở khắp mọi miền đất nước. Cho dù mà mình có bận rộn cỡ nào á, thì bắt buộc Tết lại sẽ không phải cố gắng về sớm để mình cùng ba mẹ với em gái và gia đình mình á, mua sắm để trang trí Tết. Thì từ đó cảm giác nó không thể nào mà tiền bạc hoặc là những thứ khác có thể đánh đổi được. Cho nên đối với Isaac, về quê ăn Tết là một trong những cái điều mà Isaac cảm thấy là mình phải làm. Thời điểm mà Isaac bắt đầu cảm thấy là tới rất là gần, tới là sát rồi, và cái sự háo hức càng ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra, quý khán giả còn có thể tương tác với chương trình bằng cách thực hiện các vũ điệu và chia sẻ lên mạng xã hội. Nếu mỏi mệt hãy quay trở về, chốn quê nhà vẫn giơ tay chào. Người tha hương phiêu bạc muôn phương, mong một ngày về. Hoa Xuân Ca cùng các nghệ sĩ Việt lan tỏa giá trị của Tết và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình và gia đình trong dịp Tết đoàn viên. Hứa hẹn sẽ là một chương trình đại nhạc hội giàu cảm xúc trên sóng truyền hình nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Chương trình Hoa Xuân Ca năm nay sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 8 tháng 2, tức là ngày 29 Tết, trên các kênh sóng và các nền tảng số của VTV.